Theo các chuyên gia, đại dịch COVID-19 với lệnh phong tỏa biên giới ở nhiều quốc gia đang làm chậm lại hoạt động M&A tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn trong dài hạn, dịch bệnh sẽ khiến thị trường bùng nổ với nhu cầu gia tăng cả bên bán và bên mua. Những doanh nghiệp gặp khó trong 2020 sẽ phải thoát khỏi cái gánh nặng tài chính bằng cách là gì? Phải bán mình cho một bên khác. Thì tôi nghĩ và khi mà có một cái dự án tốt nhưng thiếu năng lực tài chính thì tôi nghĩ rất nhiều các nhà đầu tư sẽ trông đợi vào cái cơ hội đó. Thì trong 2021 tôi nghĩ đó sẽ là cái cơ hội rất tốt cho các nhà đầu tư. Trong đó, các ngành dịch vụ đang gặp khó khăn về tài chính như là du lịch, khách sạn, bất động sản dự báo sẽ diễn ra nhiều thương vụ. Ngoài ra, dù ít gặp khó khăn nhưng các mảng như là bán lẻ, dược phẩm, y tế, giáo dục cần mở rộng đầu tư phát triển cũng là cơ hội cho M&A. Tuy nhiên, bên cạnh các nhận định tăng tích cực thì hiện vẫn còn nhiều rào cản cho hoạt động M&A tại Việt Nam. Việt Nam đang đón nhận làn sóng đầu tư tích cực nhưng cần cải thiện nhiều liên quan đến quy trình thủ tục, thực hiện các thương vụ đầu tư liên quan quy định pháp luật, từ đó nâng cao khả năng tiếp nhận nguồn vốn đầu tư mới. Ví dụ như trong lĩnh vực bất động sản, việc sở hữu dự án mới của nhà đầu tư nước ngoài rất khó khăn. Như tôi ở đây 10 năm qua, các cái tên doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực này hầu như là không có ai mới. Nhà đầu tư nước ngoài đang gặp khó trong việc mua quỹ đất, thủ tục đất đai, họ phải chờ đợi rất lâu và phải rất kiên nhẫn. Tính đến nay, thị trường mua bán sáp nhập Việt Nam tiếp tục được dẫn dắt bởi các nhà đầu tư ngoại, chủ yếu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore. Trước dự báo tăng trưởng M&A, nhiều chuyên gia cho rằng một chiến lược M&A hợp lý lúc này chính là công cụ quan trọng để doanh nghiệp Việt tận dụng nguồn lực nước ngoài, vượt qua thử thách, phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tiếp theo.